Mấy hôm nay mẹ khỏe chưa? Để con lấy đồ ăn cho mẹ ăn nhá. Khoan, con bảo này, thế mẹ đã nhớ con là ai chưa? Mẹ nhớ con là ai chưa? Thế đến con mà mẹ cũng không nhớ à? Mẹ ăn đi này. Không, ăn cái này. Ăn cái này. Ăn cái này. Khổ quá đi thôi. Con mời mẹ ăn cơm nha. Ăn đi mẹ. Con. Mẹ, mẹ nhớ con rồi hả? Thế thì mẹ có biết tên con là gì không? Thôi mẹ ăn đi. Bừa bộn thế này đi. Nhật ký là mẹ. Các con. Một, bao ngày mẹ con gái Nguyễn bao Thị Lai Yến. Mẹ trông, con trai mẹ Nguyễn Bình Minh. Con trao ngày tháng năm hôm nay là ngày lòng, Yến tập dùng đũa. Con bé tập mãi mà vẫn không xong. Phải đến dần, phải cố lên chứ con. Và mẹ nhìn thấy hôm nay là tròn một tháng con tập dùng đũa, con vẫn chưa làm được, con cố gắng lên con. Mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ.